Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lập trình một trò chơi rất là cổ điển, đó là trò chơi Mario, Super Mario Bros. Để bắt đầu thì chúng ta phải đi kiếm về một ít ảnh để chúng ta có thể chơi game, để lập trình game. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Cái tiền chúng ta sẽ tìm ảnh. Ta sẽ đi tìm với từ khóa Mario. Ta kiếm xem có cái hình ảnh nào mà chúng ta cảm thấy rằng nó phù hợp để làm cái game của chúng ta. Thấy cái sắc ở cái này cũng được, nhưng mà cái này nó không có đường cong. Hình ảnh này ta thấy nó có vẻ hợp lý ấy. Lưu nó xuống. Mario. Cái thứ nhì ấy, chúng ta cũng phải kiếm một cái mép cho nó. Ta thêm chữ mép vào. Đây. Ở trong này thì nó có rất nhiều đây, tất cả đủ 8 cửa của chúng ta này, đủ 8 muôn này. Đấy. Xin lỗi. Sao chúng ta sẽ tải luôn nó về, nhưng phải chuyển tải luôn. Như là vừa rồi ta mở, ta tải cái file trước là không phải là hình ảnh. Và trong file nào không biết. Xong thật tài thế vậy. Đây là hình ảnh ở cửa 1. Ok, ta có cái này để nằm ở để sau này ta viết cái nền cho nó cho dễ, tạo mép để nó cho dễ. Ok, đây là file nhân vật của chúng ta, đây là các cái character. Ta sẽ vào Photoshop xem lại một chút xíu. Đây, file chúng ta vừa tải xuống đây. Thank you.
lá cờ này chúng ta phải kéo được nó xuống đúng không? Cho nên là có khi ta chỉ để là mỗi cột cờ thôi. Bởi vì đây cũng có lá cờ rồi này. Ta chỉ để mỗi cột thôi. Ok đấy, xem có gì cần chỉnh sửa đã. Xin lỗi, quen trong United. À, rất là ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở Unity ra. Project mới, tạo một project mới. Chọn là 2D, đặt tên trò chơi Mario Bros. Chờ một chút để cho Unity khởi động. Sau khi Unity của chúng ta khởi động thì nó sẽ cho chúng ta một cái scene sample này và một cái makeup. Ta có thể là thay đổi cái tên của cái scene này. Rồi, bây giờ thì ta sẽ thêm vào cho nó một vài cái thư mục. Thư mục đầu tiên của chúng ta nó chứa đựng các cái hình ảnh. Tên nó là resort. Trong cái resort này thì chúng ta tạo một cái folder nữa là folder image hoặc là graphic. Trong cái thư mục này chúng ta chứa các hình ảnh thì chúng ta có thể kéo cái file Mario Bros. Ta chọn vào cái file mà chúng ta có chứa nhiều, nó chứa nhiều cái hình ảnh con này này. Ta chọn vào đó. Ở trên bên phần Inputter này, chúng ta nhìn thì ta sẽ đổi cái Pixel per Unit này là 16, chỉ để 16 feet thôi. Ở trong cái phần
này ta để nguyên ở cái phần single này, thì chúng ta sẽ chuyển cái này nó là multi, nó có nhiều ngành. Chúng ta đây chỉ có nhiều nhảy, và cái này thì nó có một, và cái này nó không liên quan. Sau này chúng ta sử dụng xong thì ta có thể xóa đi. Điểm ở đây chọn spy enter lại, ta sẽ lấy các nhân vật ở trong này ra. Đây là Mario đứng này, Mario chết này, thằng này là thằng chuyển hướng này. Để nhìn nó rõ hơn, ta chuyển nó về trắng đen này nhìn nó dễ. À, mà có một điều nữa chúng ta cần lưu ý là chúng ta đừng để cái tâm này nó nằm ở giữa, vì sau này là khi mà con Mario này nó lớn lên như này thì chúng ta rất là khó xử lý, và cái tâm này nó sẽ nhảy đến nơi khác, ta sẽ khó xử lý. Nên ta sẽ chuyển cái tâm này xuống bên dưới cuối này nhé, bằng cách ta vào cái file vở chọn bottom center cho nó nằm ở chính giữa bên dưới. Cái khác tạm chuyển như vậy. Ta cứ cắt cho nó thôi. Ta chỉ cần những cái hạt bên phía trên, đây là thằng lớn nó ngồi này. Lấy thêm cái phần này nữa. Lúc Mario chạy lúc Mario ăn ăn hoa thì nó sẽ đổi những cái màu này. Đây là lúc nó bắn này, đang đứng và nó bắn thì nó sẽ đổi những cái hình này. Ta hình này với hình này giống nhau, ta không cần lấy nữa. Thank you.
chỗ này thì nếu mà các bạn thấy sốt ruột quá, các bạn có thể tua qua nó đi cho nó đỡ mất thời gian. Đã lấy được tất cả các nhân vật của Mario. Ta nhìn ở bên dưới này 32 x 16 là được, ok. Cái này có 28 x 16 rồi. Ok, ta nhấn apply nó. Sau này khi cần lấy gì nữa thì ta vào ta cắt tiếp. Rồi, khi ta cắt sẽ được như này rồi. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước chân vào làm cái game của chúng ta. Tỷ lệ màn hình của chúng ta là 43. Ta cứ để nó là 43 đi, bởi vì cái game Mario nó là cái game cổ điển, nó chạy cái tỷ lệ màn hình là 43. Còn nếu các bạn thích nó rộng hơn thì các bạn có thể sử dụng các cái màn hình khác như dưới này. Tỷ lệ màn hình là 43. Giờ ta sẽ đưa vào cho nó cái nền đất, bất một cái bên cạnh nền mà. Cái khung hình chúng ta khoảng 15, khoảng 15 cái ô vuông rồi. Ta sẽ tạo một
chúng ta kéo luôn cái hình này ra thành một khối. Thì ta chọn vào cái phần simple này, round mode này, chọn là tít. Khi ta kéo đi thì nó sẽ thêm nhiều cái hình của chúng ta mà nó không bị kéo giãn. Đây, giả sử nếu mà tôi không chọn vào đây mà tôi chọn là simple này thì nó sẽ kéo giãn cái viên gạch chúng ta ra. Đấy, kéo giãn ra như thế thì rất là xấu, nên ta chọn vào cái simple và cái tilt. Xin lỗi, chúng ta đã scale là cái khoảng này, cái khoảng chiều cao của cái màn hình chúng ta ấy, tôi vừa ước lượng nó khoảng là 15 cái bằng 15 cái nền gạch này, cái viên gạch ở dưới nền này, 15 cái viên gạch dưới nền này, nên ta sẽ lập luôn. Cho vào đây chiều cao là 15. Đó. Tỷ lệ 3x4 15 đây thì đấy nó cũng phải là 20. Tỷ lệ màn hình của chúng ta là 3x4 mà, nên ta sẽ phải cho nó cái chiều cao nó là 15 thì chiều dài của nó phải là 20. Bây giờ ta sẽ kéo cái cam của chúng ta ra cho nó vừa mới là cái. Rồi. Đây là cái tỷ lệ của màn hình. Đã được cái nền màn hình rồi, bây giờ chúng ta có thể là quay trở lại. Cái này nó là hai viên, vậy thì ta sẽ cho chiều rộng của nó là 2 viên gạch, chiều cao 2 viên gạch. Ok, đã có cái nền đó rồi. Đằng này đi cho nó cao lên. Để này đi, để sau này khi mình cho vào cái frame pháp thì ta kéo phải cho nó ngắn để ta dễ sử dụng. Tiếp theo thì ta phải cho nó một cái collider. Ta nhấn vào cái nền đất này, ta chọn Add Component, chọn cho nó để chữ 2D là tìm dễ. Còn cái box collider đó, box này nó sẽ bé tí này thôi bởi nó bằng 16 feet mà. Nên ta sẽ thay đổi cho nó một chút. Chiều rộng của nó là 20, chiều cao nó là 2. Vậy là ta đã được một cái box collider đây rồi. Cái box collider để làm gì? Cái này thì nó là một cái vật thể, là một cái vật thể. Nó có thể là đây như là đây là nền đất chẳng hạn, hoặc là ta có thể sử dụng nó như là một cái cỏ bóng cao su hay là một cái nệm bông gì đó, tùy theo khi mà ta sử dụng
các cái thông số ở trong này. Giả sử ở đây ta để nguyên thì nó sẽ là một cái khối đất, và khi ta ném một bạn Mario của chúng ta lên thì bạn ấy sẽ rơi xuống. Khi rơi xuống thì rơi vào nền đất này của chúng ta thì bạn sẽ đứng lại. Đó, đó là một cái đối tượng để va chạm. Thế bây giờ thì tôi sẽ thêm vào trong Mario này cũng phải có thêm một cái box collider. Cái collider thì nó có rất nhiều cái hình dạng nhé, chúng ta cần chú ý không? Đây, đó, hay là mình gõ đây là cái chữ collider. Đấy, thì ở đây có rất nhiều hình dạng. Đây là dạng box này, dạng capsule này, capsule. Đây là dạng hình tròn này. Đó, rất nhiều cái hình dạng. Có thể có những hình dạng tùy chọn, như là polygon này. Đó, có rất nhiều loại tùy chọn riêng. Và chúng ta đang sử dụng ở đây nó là game 2D, nên ta phải chọn vào các cái collider 2D, chứ không nên chọn vào cái collider 0 này nhé. Đấy, collider 0 này người ta sử dụng ở trong cái game 3D. Bây giờ chúng ta quay trở lại S cho nó một cái box collider. Rồi, ok, ta chạy thử. Dĩ nhiên là nó chẳng có tác dụng gì cả, bởi vì ở đây nó chỉ là hai cái đối tượng riêng biệt, và ta chưa áp dụng một cái tính chất vật lý gì vào trong cái người chơi này của chúng ta cả. Bây giờ ta sẽ chọn đây ạ, ta sẽ sửa tên cho nó là nền đất chẳng hạn, sửa nó tên là nền đất, sau này tìm nó dễ. Mario này, Mario. Rồi. Bây giờ để cho cái bạn này, bạn ấy rơi được xuống như này, bạn đứng ở trên cái nền đất này, chúng ta sẽ áp dụng vào đây một cái vật lý. Ta sẽ chọn tiếp vào cái add component này. Rồi, ở đây ta vẫn để chú ý tìm nó dễ. Ở đây ta sẽ có cái đây tính chất vật lý của bạn ấy nằm đây. Rigid body 2D, nhớ là phải có cái 2D này nhé. Chuyển vào đây thì lúc này ta đã gán cho cái bạn này có một cái chất vật lý có sức nặng để mà rơi xuống dưới này rồi. Đây bạn xem, bạn ấy sẽ rơi xuống cái, bạn ấy sẽ đứng ở trên cái nền đất của chúng ta, rồi ok, bạn ấy đã đứng được rồi. Bây giờ bạn ấy muốn di chuyển, khi ta nhấn phím mũi tên và phím D chẳng hạn thì bạn ấy sẽ di chuyển sang trái sang phải.